em đi rồi đang nói gì đâu. Hello Phương Thúy. Mai Phương Thúy. À đâu? Biển nó tên là cái gì? Tao chơi với cô Mai Phương Thúy. Mưa. Cái này mày ngồi im xem nào. Dạo này béo thế, chết rồi. Sao mày em nói thế là phải. Thì vừa bây giờ mới khác. Dạo này tao béo thật. Hello cô béo. Phát to lên người ta mới nghe thấy. Bây giờ mình có bị em có phát đâu, em nói chuyện bình thường mà. Nhà tớ hả? Em nói chuyện để xem đâu. Sao lại Nguyễn Thanh Tùng nào đây nhở? À Nguyễn Thanh Tùng. Sao lại nhà tớ hả đây như nào? Được xong em tăng 6 cân chị ạ, nên em nhìn thấy ai cũng thấy béo. Tao giảm cân nhá Thúy nhỏ. Nói chuyện để xem ở đâu? Mày điên rồi. À, nói chuyện người xem một cái chỗ mắt mắt đi. Chính tỏ không nhận là không có ai xem. Có người xem mới không có mắt. Eco. À ừ bạn, nhà bạn. Sao để chị béo mà cả ai này. Cái đề tiểu quá. Mình biết nhận ra là như nào. Cái gì? Hello. Đây đây, ở trên góc này. Ừ, đây 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 đây. Hello. Quay xung quanh xem có nhiều gái không nào. Không mày. Mày nọ có gái. Mày im xem là cứ rung rung đi. Đã đi cùng ấy. Ai? Ai? Nguyễn Văn Tú. Mày, ai đây mày? Là ai? Nhưng mà đầu tiên cũng biết ở đây rồi. Có anh nào đẹp trai ở đây không? Bắt về cho em nhớ. Tôi cũng sợ tao chưa bắt nhớ. Bắt lại tao. Mày im xong rồi con này bắt rung rung. Ơ Minh à? Xin chào người có tiền. Vâng, có đâu. Người có tiền chào lại Minh. Toàn tiền lẻ thôi Minh ạ. Ấn lật lật là được. Ừ. Thanh đào, hay thanh đào ấy nhỉ? Thấy nhiều giọng gái lắm mà kêu không có. Mẹ em là toàn người người ta mang con đi. Ờ hả? Cá mừng xem. 8 người xem ạ. Của tao cũng đang 8 người xem. Chị Thu Trang ấy. Ai đây? Hello, Mai. Mai nào? Mai là khó sao? Lại đi, lại đi. Mười xe nữa. Toàn những người follow không quen vào tao chẳng biết nói đã. Cái này. Hồi ơi. Mưa buồn thì tắt đi. Tắt là ở cái cầu tròn rồi. Đâu mẹ nó đáp, nó cứ hiển thị Phương Thúy đang xem. Được ngồi rất đông gì luôn. Mày quay tao xem. Không, tao đã quay rồi. Thì bảo mày quay tao xem là xem đã có xinh không. Điều đó thế thì kéo hả? Rồi em ngồi ở Eco. Ai mới ra cuộc rồi? Đi thôi. Có xin chào dân chơi, vâng. Tối mình được gặp lên đường rồi. Cái gì? Ai mà mày cứ dùng mày vừa dùng mày vừa giảm được sạc thế? Mày vừa dùng mày vừa giảm à, mày vừa dùng mày vừa sạc thì sạc thế? Nó bị giảm, vừa có 10% rồi.
10%. Trên chỗ cạnh Nguyễn Văn Cừ trường tao thôi, tối tao mới xuống. Mày có để tối tao còn gì? Mày có để nhìn mặt mộng nhưng mà không phải là mộng. Chết rồi, một người đang xem. Mày còn siêu không đấy? Ui, không kẻ mắt đừng gặp mày. Không biết kẻ nắm về chỉnh ảnh thôi chắc. Chắc nhớ đây tối. Tối mời à? Tao đang kẻ mắt. Kẻ mắt tự nhiên ấy, kiểu nhìn có như không ấy. Mày ngồi im xem nào, cứ dùng. Ngồi im. Có đi không? Mày muốn hỏi câu ý. Bây giờ vẫn mưa. To rồi mày ơi. Chào chào chú họ nhá. Chị ngồi đâu đấy? Trên hai lần chỗ chị này, chỗ rừng cỏ ở đây. Mày hỏi thế là tao biết mày đang đi chơi rồi. Lại rồi. Nguyễn Thành Phương. Lớp mình đúng không nhỉ? Lâu lắm không thấy Phương. Bạn nhớ mình không? Nhớ. Con này dùng. Vẫn nhớ Phương ạ. Mày nói cô ý chán luôn. Có người yêu em không? Có em. Tao làm gì? Tao hỏi thế cho chắc. Chưa. Chứ Phương gọi điện điện khóa làm sao mà quên nhỉ? Giấu mất được đâu. Thấy không nhớ rồi nhớ.
riêng ấy nhá, xé xong có người xem rồi mẹ. Cười tươi với lời rồi chứ á này bố mày với tao ấy đúng lúc thằng vào cổng như thế là thấy tao hôm đó là xé xong rồi đang ở trên này vòng xuống tận đến đó không mà điểm xa cố đi xong đợi ở chỗ vòng xuống bây giờ đi chợ chưa hay là vẫn kiểu ở nhà ấy ý là hết dịch rồi đi chưa hay là sao tao không hề tiến xe nhỉ.